À, nữa rồi nghe cả nhà, quá rồi lập siêu phẩm nhiều lắm á. À, cà gơi chạy lên nè, đủ chạy hay không rồi đó. Có hai trái siêu phẩm rồi cả nhà, một điểm, hai trái năm băng đẹp, một điểm, thu lời tốt rồi. Xin chào cả nhà nha, lời đầu tiên cho tính gửi lời cảm ơn với tất cả cả nhà chú bác anh chị em và các bạn nha, nhờ cả nhà đã giúp tính được bật kinh kiếm tiền nha cả nhà. Hôm nay có hai tay cờ mới nha cả nhà, anh Thắng với Tuấn Kiệt nha cả nhà, đánh 50 điểm. Mong cả nhà những chút thời gian vô xem và luôn ủng hộ tính nha. Rồi tính cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi mời anh Thắng đây ba, anh Thắng đánh cái vàng nha cả nhà, còn Tuấn Kiệt đánh cái trắng. Trời ơi, nghe tiền giờ nó thấp. Một. Rồi đấy cơ, anh Thắng một điểm. Vừa mới thay xong chết cơ chà. Tại để phơi nhiều quá bị tét rồi. Một. Hai, quá kéo rồi. Ba bắt bằng thiếu vậy mới chết người á. Bốn gồm bi không ta, kìa gì mà nó không biết đánh giao phân, không biết đánh giao phân đánh gì đó. Năm nó đánh gồm gì không đó. À, Tuấn Kiệt 5 điểm nghe nha. 5-1. Một. Hai. Anh thắng hai nữa là ba nghe cả nhà, ba năm. Kéo gom không có trời. Một. Một nữa là sáu, sáu ba. Là giỏi rồi sao? Tại anh sợ sợ cái lỗ này nè. Quá lòng Kéo rồi là ghét luôn rồi. chưa
quăng á, người ta ngọt. Để quay quá một rồi thiệt, đánh đè trái cũng dữ lắm đó, chứ giỡn à. Hai Tướng Kiệt giấu nghề bị giao phân nè cả nhà. Ba còn cái băng còn lòn chứ, lỏng luôn kìa, nó dư mỏng luôn. Ba nữa, chín, chín ba. Còn lòn chứ đâu phải. Ờ, một đẹp một nữa, mười mười với ba. Ừ. Bây giờ không trúng được điểm nào nữa ta. Một đánh giữ trái luôn á. Sao một nữa, 11 11 3 sao mà gắt mấy điểm thôi. Đó này mới đẹp nè. 1 đó này mới đẹp nè. Mười đó. Đè trái ghê không, lôi lên luôn. Trái này ỉ lửa hai. Xém dư luôn rồi đó. Ba ba nữa, sáu sáu mười một. Một tu bi một nữa, 12 12 6 một một nữa, 13 13 6
Một. Một nữa, 14. 14, 6. Chủ yếu đánh cái này canh đá à, chứ đánh này ghét sao trúng. Một. Hai, đẹp. Hai, đẹp. Lấy mép mới chết rồi. Ba. Rồi. Anh đánh sổ đòn bằng đỏ thì ba nữa, chín nó nhẹ hơn. Một. Thiếu lực. Một nữa, 15. 15, 9. Trời. Một. Hồi nãy anh đánh với chú Hiếu cái đó là đánh với anh Hà tụt luôn. Hai quá đẹp rồi. Thôi ôi. Ba. Thôi ôi. À. Coi dữ. Thử luôn. Bốn. Năm. Sáu.
phải xui xui bi luôn 7 điểm nè, để ba thằng này lại nè, nó che cái người đó 7 điểm nữa cả nhà, đang bị cuôn tám à, Tuấn Kiệt quen đánh ba băng này, để ba băng chín mời qua đi mời nữa 25 với chín đến điểm chặn 1 2 3 3 nữa 3 nữa 12 12 25 học dậu luôn ừ. Một mình đánh cái gầm á thì mình không có điểm nữa, có điểm một à, còn mình đánh đường gom là phải chịu một ăn hai thua đó, một á mình gom, hai là để đạn rồi subi luôn. Một nữa 13 13 25 một mà thấy nó đè bi ghê hai đánh đánh nhẹ đai quá hai nữa 27 27 13 1 Mình sẽ cờ những 2 điểm muốn viêm họng uống đá thì mình ngứa cổ rồi rồi hai nữa 15 27 1 2 2 x c
Tekken luôn. Hai nữa, 29, 29, 15. Nó đã đi theo hướng chùi cứ dần cái nào cứ nó nổi đâu khi nào thích xê á. Còn em đánh hàng dậu á, đánh băng sao nổi. 1 2 ấp phê đẹp. 3 đồng hồ nó nhảy vậy nha, tực 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 vậy. Không, không, tiếng đồng hồ nó kêu đúng không? 4 50 phải rồi. Rồi bị sực lại rồi. 4 nữa, 19. 19, 29. Một. Rồi. 2, quá dữ rồi. Kéo ghê thật rồi. Ba đã hơn luôn gì. Thôi rồi. 3 nữa, 32. 32, 19. Rồi gà chết khỉ rồi. Tại vì rồi đủ rồi. 1 Rồi đánh đẹp với không? Đè với không? Khỉ luôn rồi. 2 3 quá dữ. 3 nữa, 35. 35, 19. Trực ca ghê. Chết. Anh đánh mạnh ấy, có sật là chạy lên trúng luôn á. Ca ghê mà chết luôn. 1
Hai chỗ vô. Đường này nó gì? Hai nữa. 37. 37 19. Một. Hai. Hai nữa. 21. 21. 37. Có anh nhìn đầu cơ chưa, chứ nó hơi hơi co xuống gì nè, đúng không? 1. Cho ra ngoài sao chịu nói. 2. Ba. Bốn. Năm. Đi có chùm không? Xin lỗi tình yêu. Ừ. Rồi xích xê luôn kìa. À, 5 nữa. 42. Qua dữ qua dữ. Xích xê trái luôn cả nhà ơi. Điệt quá điếc này. 42. 21. 1. Hơi lỡ lỡ lên đấy. Mà đường sao mất mờ. Đẹp. 1 đếm. Tôi lời tốt. Đẹp. 1 đếm. Thu lời tốt. Một nữa. 22. 22. 42. Cắt hai chỗ. Vui vui. Mới ra có 20 thôi cả nhà ơi. Anh kéo nó dư ấy, còn hai cái dậu. Trời ơi, để thấy anh chạy đang đẹp trời. Anh còn tính được đường sáu băng, em bó tay vô Phương rồi. Em không biết đường sáu băng. Tính được đường sáu băng quá đẹp luôn, đang chạy ngon lành, đang ngon chứ. Rồi. Một. Đang đá xuống. Tính được đường sáu băng quá đẹp luôn, đang chạy ngon lành, đang ngon chứ. Rồi. Có. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nhớ. Em một kéo hai cứ bơi qua gọn mấy sổ bằng này. Sao bằng là bỏ lại à? Không biết đường. Hai.
Một nữa 45. Bốn mươi lăm hai mươi hai nha cả nhà. Móc đích luôn, một điểm. Rồi, nghe bon luôn. Móc đích đẹp quá, mà được suy ngay luôn rồi. Ủa, còn 5 điểm nữa. Rồi, 6 bằng về nè. Hết rồi, bạn rồi. 1, nữa, 46. 46, 22. À, Tứ Kiệt còn 4 nữa nha. Anh Thắng còn 28 điểm. Hồi nãy cần đánh 6 bằng là gì? Cho một khoản rồi. Rồi trời. Rồi. Cái đỏ sắc băng. Đó thấy không? Cái đỏ sắc băng. Kéo dư thiếu đều đều. Còn cơ hội đi cơ cuối. Ừ. Tại vì trái đỏ nó sát băng rồi. Trời ơi. Tới giờ rồi, tới giờ rồi. Thua cả nhà ơi. Đã là bắn hụt mà là thua. Rồi đánh đừng khó, có đừng gom. Bằng bi, bằng bi đánh đập siêu phẩm. Hai bằng về, ông đánh, đánh nó đập siêu phẩm. Nghe nhà gác điểm là nó muốn làm, nó làm à. À, Tướng Kiệt giỡn giỡn nhìn Thắng đó. Tướng Kiệt đang câu giờ nha cả nhà. Một. Em máy nhỏ, em máy tính quá. Chỉ câu giờ. Hai điểm. Hên bi không? Cái này ghế chạy quá đánh. Cái đường dài nó quen cái đúng này lại bữa giờ luôn đi quýnh đánh không được. Ừ. Mỗi bàn khác nhau mà. Ba. Đánh đừng gom muốn tranh. Đánh thiếu quá. Bốn. Đó, anh Thắng thay lời nha. Trời nhảy luôn rồi. Bốn nữa. 26. Bữa nay anh Thắng đánh không được cả nhà ơi. Đánh chô không được luôn rồi. Thường đánh chô dí dé luôn á. Zero. Trời ơi. Một. Dư luôn. Một nữa. 27. 27, 46. Gom củi về rừng. Thì nói chung là mình đánh mà trúng điểm thì dễ, mà đánh đường gom thì nó còn chua thiệt. Anh kiếm đường gom thì trái này hơi chua. Không, anh đánh giặt băng chúng chúng điểm mà chúng, nhưng mà kiếm điểm khác đó thì chua một điểm. Nãy nó muốn liếp luôn rồi. Chưa chưa. Vậy tiếp tục nha, còn 3 điểm nha. Rồi, nó muốn lửa luôn. Nó chạy về đây nè. Một nữa 47. 47, 27.
Đó. Em tính sao về đó mà sợ nó hồ sơ. Wow, đẹp rồi. Hai. Cơ gỡ nợ. Nó vừa thăm. Ba. Ba nữa, 30. Được số 3 cho quay. 30 47. Đó. Ừ. Đây đó. Cặp này tốt quá lòng nó giá trời. Vô hả? Rút luôn rồi. Tới bị cúi làm khó hả anh Thắng? Ơi ơi ơi. Nào coi xuống đây là đúng rồi. Ừ, đề ba hai băng không trúng, đề ba đứa ba lôi trúng. Ừ, quen đánh ba băng rồi. Ừ, đánh gia phân này đề ba hai băng, đánh gia ba băng này đề gia bia, đánh đề ba ba băng. Đó bằng gì hay. Quá đẹp rồi. Một đếm. Rồi một, hai. Đó bằng gì hay. Quá đẹp rồi. Mười đếm. Rồi một, hai. Năm băng. Ừ, hôm đánh Dương Kiệt đánh 5 băng về thử không ngờ bị lọt dầu. Ô tài từ đó giờ mới đánh được cái đó. Không ngờ bị lọt dầu. 5 băng là bó tay rồi, ngu lắm mới đừng đánh. Một nữa, 48. 48 30. Dương Kiệt còn 2 cái nha. Anh Thắng còn 20 điểm. Thấy đánh 5 băng đẹp quá. Bữa đánh cũng 5 băng về đó bị lọt chậu đó. Từ đó giờ mới đánh được 5 băng á, chứ biết đánh 5 băng đâu. Trừ khi nào hai trái nằm đây nè mới đánh được 5 băng về, còn mấy trái ngoài này là không biết đánh. Nè nữa rồi nghe cả nhà. Quá rồi. Này lập siêu phẩm nhiều lắm á. Nè cà gơ chạy lên nè, đủ chạy hay không rồi. Đó. Đó hai trái siêu phẩm rồi nghe nhà. Một điểm. Hai trái 5 băng rồi đó. Nè nữa rồi nghe nha. Quá rồi. Lập siêu phẩm nhiều lắm á. Nè cà gơ chạy lên nè, đủ chạy hay không rồi. Đó. Mười đó. Hai trái siêu phẩm rồi nghe nha. Một điểm. Nè ném cái hình lên đó. Nữa nè, nữa nè. Quá rồi, quá nhiều siêu phẩm rồi. Hết hộp rồi. Hai. Rồi còn điểm cuối luôn. Để ném cái hình lên đó. Nữa nè, nữa nè. Quá rồi, quá nhiều siêu phẩm rồi. Hết hồn rồi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Ủa, hai nữa đứt rồi. Rồi, lại bắt tay nhau ơi. Đây là bắt tay nhau. Rồi, lại bắt tay nhau ơi, vui vẻ ơi, vui nhà, vui cửa ơi.
À, vậy là tính Khang đánh thắng anh Thắng này nha cả nhà. À, nếu sếp, nếu cả nhà thấy sếp video này hay hấp dẫn cho tính với anh Thắng với tính Kiệt và team Trần Tính DJ một like một subscribe nha. Nhớ bật chuông thông báo này cả nhà để tính với team Trần Tính DJ ra nhiều sếp video hay hấp dẫn cho cả nhà xem thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi nha. Đồng thời tính cũng cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua luôn quan tâm và đồng hành cho tính nha. À, nhờ vậy mà tính mới được bật tin kiếm tiền nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Rồi bye bye cả nhà.